học mà chán ghê là sao con? Con thích hả? Hay sao? Nói mẹ nghe không? Con còn bài chuẩn bị. Hả? Con còn bài không? Con có chuẩn bị bài của con đi. Bây giờ con không bài của con hôm qua con ngồi nghe được. Đừng đồng vào con. Một phút rồi. Một phút. Sao nghe như vậy? Một phút hả? Bố tưởng 10 hả? Ừ. Bao nhiêu rồi hả? Một phút 20. Chào Văn. À, con đừng đụng rồi nha. Đừng đụng rồi để bố làm tiếp. Tiếp hả? Chưa? Để ra ca cho con nha.